Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 11. Ngoài con gái của Pharaoh, vua Salomon lại còn thương mến nhiều người nữ của dân ngoại, tức là người nữ Moab, Ammon, Edom, Sidon và Hethit. Chúng nó thuộc về các dân tộc mà Đức Giê-hô-va có phán với dân Israel rằng: các ngươi và chúng nó chớ đi lại giao thông với nhau, vì chúng nó hẳn sẽ quyến dụ lòng các ngươi hướng theo các thần chúng nó. Salomon chiếu mến những người nữ ấy. Người có 700 hoàng hậu và 300 cung nữ. Chúng nó bèn làm cho người trở lòng. Trong buổi già yếu, các hoàng hậu của Salomon dụ lòng người đi theo các thần khác. Đối cùng Jehovah Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng trọn lành như thể lòng của David là cha người. Vì Salomon cúng thờ Ác Tạc Tê, nữ thần của dân Sidon, và thần Minh Côm là thần đáng gớm ghiếc của dân Ammon. Như vậy, Salomon làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, chẳng vâng theo Đức Giê-hô-va cách trọn lành như David cha người đã làm. Bây giờ, Salomon lại xây cất tại trên núi đối ngang Jerusalem một nơi cao cho kê móc, vật đáng gớm ghiếc của dân Moab, và cho Moloch, vật đáng gớm ghiếc của dân Ammon. Vua cũng làm như vậy cho hết thảy các hoàng hậu ngoại của mình, xông hương và tế lễ cho thần của chúng nó. Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Sa-lô-môn bởi vì lòng người trở bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, là đấng đã hai lần hiện đến cùng người phán bảo người rằng chớ theo các thần khác, nhưng người không vâng theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán với Sa-lô-môn rằng: bởi vì ngươi đã làm điều này, không giữ giao ước và luật pháp ta truyền cho ngươi, nên ta chắc sẽ đoạt lấy nước khỏi ngươi cho kẻ tôi tớ ngươi. Song vì cớ David cha ngươi, ta sẽ chẳng làm điều đó trong đời ngươi. Ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay con trai ngươi. Lại, ta chẳng đoạt lấy cả nước khỏi nó, song vì cớ David đầy tớ ta và vì cớ Jerusalem mà ta đã chọn, ta sẽ để lại một chi phái cho con trai ngươi. Vậy Đức Giê-hô-va khiến dấy lên một kẻ thù nghịch cùng Sa-lô-môn là Ha-đát người Ê-đôm, vốn dòng dõi vua Ê-đôm. Và trong lúc David đánh dẹp Ê-đôm, thì Giô-áp là tổng binh đi lên chôn các kẻ thác và giết hết thảy người nam trong Ê-đôm. Giô-áp và cả Israel ở lại đó 6 tháng, cho đến khi người đã giết hết thảy người nam trong Ê-đôm. Lúc bây giờ, Ha-đát chạy trốn cùng mấy người Ê-đôm là tôi tớ của cha người, đặng đến ở Ê-díp-tô. Ha-đát hãy còn thơ ấu. Chúng đi từ Ma-đi-an đến Pha-rang, đoạn bắt mấy người Pha-rang theo mình mà đi đến Ê-díp-tô, ra mắt Pha-ra-ôn vua xứ Ê-díp-tô. Vua cấp cho Ha-đát nhà ở, lương thực và đất ruộng. Ha-đát được ơn nhiều trước mặt Pha-ra-ôn. Vua bèn gả em vợ mình cho người, tức là em của hoàng hậu Tác-bê-ne. Em của Tác-bê-ne sanh cho Ha-đát một con trai tên là Ghê-nu-bát. Tác-bê-ne dứt sữa nó tại trong đền Pha-ra-ôn. Như vậy, Ghê-nu-bát ở tại trong đền Pha-ra-ôn giữa các con trai của vua. Khi Ha-đát ở Ê-díp-tô hay rằng David đã an giấc cùng các tổ tiên người và Giô-áp quan tổng binh đã thác, thì người tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: xin hãy để cho tôi đi trở về trong xứ tôi. Pha-ra-ôn đáp với người rằng: ngươi ở nơi ta có thiếu gì sao nên ao ước trở về trong xứ mình như vậy? Người thưa rằng: chẳng thiếu chi, dầu vậy xin cho tôi đi. Đức Chúa Trời lại khiến dấy lên một kẻ thù nghịch khác là Rê-xôn, con trai Eliada, đã chạy trốn khỏi chúa mình là Hadadese vua Sô-ba. Khi David giết quân vua Sô-ba, thì người ấy nhóm người ta chung quanh mình và làm đầu bọn đó đi đến thành Đa-mách, bèn ở tại đó và quản trị thành ấy.
Rê-xôn làm kẻ cừu địch cùng Israel trọn đời Sa-lô-môn. Ngoài ra sự hại mà Ha-đát đã làm, người cai trị nước Syri và ghen ghét Israel. Jeroboam, con trai của Nê-bát người Ê-phra-im ở đất Sê-rê-đa, là tôi tớ của Sa-lô-môn, cũng giấy nghịch với người. Mẹ người quá bụa, tên là Sê-ru-ha. Này là duyên cớ mà người phản nghịch với vua. Sa-lô-môn xây cất Mi-lô, lấp vá lại nơi hư lũng của thành Đa-vít là cha người. Vả Jeroboam là một người mạnh dạn và tài năng. Sa-lô-môn thấy người tuổi trẻ có tài nghề, bèn đặt người làm đầu sâu cho cả nhà Joseph. Xảy trong lúc đó, Jeroboam ở Jerusalem đi ra, gặp tiên tri Ahia ở Silo tại giữa đường, mặc cái áo tơi mới. Chỉ có hai người ở ngoài đồng mà thôi. Ahia bèn nắm áo mới người mặc trong mình mà xé ra làm 12 miếng. Đoạn người nói với Jeroboam rằng: "Hãy lấy 10 miếng về phần ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: Kìa, ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay Sa-lô-môn và trao cho ngươi 10 chi phái của nước ấy. Nhưng vì cớ Đa-vít kẻ tôi tớ ta và vì cớ Giê-ru-sa-lem thành ta đã chọn giữa các chi phái Israel, nên sẽ có một chi phái cứ ở trung tín cùng người ấy, bởi vì chúng nó đã từ bỏ ta, đi thờ lại Ác-tạc-tê, nữ thần của dân Si-đôn, Kê-mốt, thần xứ Mô-áp và Minh-côm, thần của dân Am-môn. Chúng nó không đi theo các đường lối ta, đặng làm điều ngay thẳng tại trước mặt ta, và cũng chẳng giữ luật lệ và điều răn ta, y như David cha của Sa-lô-môn đã làm. Nhưng ta sẽ chẳng cất lấy cả nước khỏi tay Sa-lô-môn, song vì David kẻ tôi tớ ta đã chọn, ta sẽ lập người làm vua trọn đời người sống, bởi vì David đã giữ các điều răn và luật lệ ta. Nhưng ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay con trai người, mà trao cho ngươi 10 chi phái. Ta sẽ để lại một chi phái cho con trai người, để cho tại Jerusalem thành ta đã chọn đặng đặt danh ta ở đó, David kẻ tôi tớ ta hằng có một ngọn đèn trước mặt ta luôn luôn. Vậy ta sẽ chọn ngươi và lập làm vua Israel, ngươi sẽ cai trị theo ý muốn lòng ngươi. Và nếu ngươi vâng theo lệnh ta, đi trong các đường lối ta, làm điều thiện trước mặt ta, giữ gìn luật lệ và điều răn ta, y như David tôi tớ ta đã làm, thì ta sẽ ở cùng ngươi, lập cho ngươi một nhà vững chắc, y như ta đã lập cho David, và ta sẽ ban Israel cho ngươi. Như vậy, ta sẽ làm sỉ nhục dòng dõi David, nhưng chẳng phải đời đời." Sa-lô-môn tìm thế giết Jeroboam, nhưng Jeroboam chạy trốn qua Ê-díp-tô, đến cùng Si-sắc, vua Ê-díp-tô, rồi người ở tại Ê-díp-tô cho đến chừng Sa-lô-môn băng hà. Còn các điều khác về chuyện Sa-lô-môn, mọi việc người, sự khôn ngoan của người, thảy đều đã chép trong sách hành trạng của Sa-lô-môn. Sa-lô-môn ở Jerusalem cai trị trên cả Israel trong 40 năm. Đoạn Sa-lô-môn an giấc cùng các tổ phụ người và được chôn trong thành Đa-vít cha người. Rô-bô-am, con trai người, cai trị thế cho người. Chương 12. Rô-bô-am đến Si-chem, vì cả Israel đã hiệp lại tại Si-chem đặng tôn người làm vua. Khi Jeroboam, con trai của Nê-bát hay điều đó thì còn ở Ê-díp-tô, là nơi người trốn để thoát khỏi vua Sa-lô-môn. Người ta sai tìm người tại đó. Jeroboam cùng cả hội chúng Israel đều đến tâu với Rô-bô-am rằng: "Thân phụ vua đã làm cho ách chúng tôi nặng quá. Nhưng bây giờ vua hãy giảm nhẹ sự phục dịch khó nhọc và cái ách nặng mà thân phụ vua đã gán cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục dịch vua." Người đáp với chúng rằng: "Hãy lui về, trong 3 ngày sẽ trở lại cùng ta." Dân sự bèn lui về. Vua Rô-bô-am bàn với các trưởng lão đã hầu hạ Sa-lô-môn cha mình trong lúc người còn sống mà rằng: "Các ngươi bàn luận cho ta phải đáp với dân sự này làm sao?" Chúng thưa lại rằng: "Nếu ngày nay vua làm như người đầy tớ của dân sự này, phục sự họ, đáp lời, trò chuyện tử tế cùng họ, thì họ sẽ làm tôi tớ vua mãi mãi." Nhưng Rô-bô-am không theo mưu của các trưởng lão đã bàn cho mình, bàn nghị cùng các kẻ trai trẻ đồng lớn lên với mình và hầu hạ mình mà rằng: "Dân sự này đã tâu với ta rằng,
hãy giảm nhẹ cái ách mà thân phụ vua đã gán cho chúng tôi. Vậy các ngươi bàn luận cho ta phải đáp với chúng nó làm sao? Các gã trai trẻ đồng lớn lên với người đáp rằng, dân sự này đã tâu với vua rằng, thân phụ vua khiến ách chúng tôi nặng, vua hãy làm cho nó ra nhẹ. Vua phải đáp lại cùng chúng như vậy: ngón tay út ta còn lớn hơn lưng của cha ta. Vậy cha ta đã gác một cái ách nặng cho các ngươi, ta sẽ làm cái ách các ngươi thêm nặng hơn nữa. Cha ta sửa phạt các ngươi bằng roi da, ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bọ cạp. Ngày thứ ba, Jeroboam và cả dân sự đều đi đến Roboam y như vua đã biểu rằng hãy trở lại cùng ta trong 3 ngày. Vua đáp lời với dân sự cách sẵn sớm, không kể các lời bàn luận của các trưởng lão và theo mưu các kẻ trai trẻ, mà đáp lại cùng chúng rằng: cha ta đã khiến cho ách các ngươi nặng nề, ta sẽ làm ách các ngươi càng nặng nề hơn nữa. Cha ta có sửa phạt các ngươi bằng roi da, ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bọ cạp. Như vậy, vua không khứng nghe lời dân sự, vì điều đó bởi Đức Giê-hô-va dẫn đến, đặng làm cho ứng nghiệm lời ngài cậy Ahi-gia ở Si-lô mà phán cho Jeroboam con trai của Nê-bát. Khi cả Israel thấy vua không khứng nghe lời họ, bèn đáp cùng người rằng: chúng ta có phần gì cùng David? Chúng ta chẳng có cơ nghiệp chi với con trai Isai. Hỡi Israel, hãy trở về trại mình đi. Ớ David, từ rày ngươi khá coi chừng nhà của ngươi. Như vậy Israel đều rút về các trại của họ. Nhưng về dân Israel ở tại các thành Juda thì Roboam cai trị họ. Bây giờ Roboam sai Adoram là người coi sóc việc cống thuế đến cùng chúng, nhưng cả Israel ném đá người chết. Vua Roboam lật đật lên xe trốn về Jerusalem. Ấy vậy Israel phản nghịch nhà David cho đến ngày nay. Khi dân Israel hay rằng Jeroboam đã trở về, bèn sai sứ mời người đến hội mình và lập người làm vua trên cả Israel. Chỉ có chi phái Juda cứ theo nhà David mà thôi. Roboam đến Jerusalem, nhóm hết thảy nhà Juda và chi phái Benjamin, số là 180.000 người lính chiến kén chọn, toàn tranh chiến cùng nhà Israel, đặng bắt nước phục lại Roboam con trai Solomon. Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng Shemaya người của Đức Chúa Trời rằng: hãy nói cùng Roboam con trai Solomon vua Juda, cùng hết thảy nhà Juda, Benjamin và phần dân sự còn lại mà rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: các ngươi chớ đi lên đánh anh em mình là dân Israel. Mỗi người hãy trở về nhà mình, vì sự này bởi ta mà xảy đến. Chúng vâng theo lời Đức Giê-hô-va mà trở về theo mạng lệnh của Ngài. Jeroboam bèn xây cất Sichem trên núi Ephraim và ở tại đó. Đoạn từ đó người đi ra xây cất Phenuen. Bây giờ Jeroboam nói thầm rằng: hoặc nước sẽ trở về nhà David chăng? Nếu dân sự này đi lên Jerusalem đặng tế lễ tại trong đền của Đức Giê-hô-va, thì lòng họ chắc sẽ trở về chúa của họ là Roboam vua Juda. Người ta sẽ giết ta đi và trở về với Roboam vua Juda. Vậy vua bàn định, rồi truyền làm 2 con bò con bằng vàng và nói với dân sự rằng: các ngươi đi lên Jerusalem thật khó thay. Hỡi Israel, này là các thần ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Ngươi đặt con này tại Bê-tên và con kia tại Đan. Việc đó thành nên tội lỗi vì dân chúng đi đến Đan đặng thờ lại bò con ấy. Jeroboam cũng cất chùa miếu trên các nơi cao, chọn lấy người trong vòng dân chúng lập làm thầy tế lễ không thuộc về chi phái Lê-vi. Người lại định lập trong tuần tháng 8 ngày rằm một lễ giống như lễ người ta thường dự trong xứ Giu-đa và người dân các của lễ trên bàn thờ. Người cũng làm như vậy tại Bê-tên, tế lễ cho 2 bò con mà người đã làm nên, lại để tại Bê-tên những thầy tế lễ của các nơi cao mà người đã cất. Ngày rằm tháng 8, tức là tháng người tự chọn lấy, Jeroboam đi lên bàn thờ mình đã cất tại Bê-tên. Người lập một lễ cho dân Israel, rồi đi lên bàn thờ đặng xông hương.
chương 21. Đức Chúa Giêsu vừa ngó lên, thấy những kẻ giàu bỏ tiền lễ vào rương, lại thấy một mụ quá nghèo bỏ vào 2 đồng tiền. Ngài phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, mụ quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác. Vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà làm của dân, nhưng mụ này thiếu thốn mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình. Có mấy người nói về đền thờ, về đá đẹp và đồ dân làm rực rỡ trong đền thờ. Đức Chúa Giêsu phán rằng: những ngày sẽ đến, mọi điều các ngươi ngó thấy đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên hòn khác mà không đổ xuống. Họ bèn hỏi Ngài rằng: lạy Thầy, vậy việc đó chừng nào sẽ xảy đến, và có điềm gì cho người ta biết rằng việc gần xảy đến không? Ngài đáp rằng: các ngươi hãy giữ kẻo bị cám dỗ, vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến và nói rằng ấy chính ta là Đấng Christ, thì giờ đã đến gần. Các ngươi đừng theo họ. Lại khi các ngươi nghe nói về giặc giả loạn lạc thì đừng kinh khiếp, vì các điều đó phải đến trước nhưng chưa phải là cuối cùng liền đâu. Ngài cũng phán cùng họ rằng: dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. Song trước những điều đó, thiên hạ sẽ vì cớ danh ta mà tra tay bắt bớ các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc. Điều ấy xảy ra cho các ngươi để làm chứng cớ. Vậy các ngươi hãy nhớ kỹ trong trí, đừng lo trước về sự binh vực mình thế nào, vì ta sẽ ban cho các ngươi lời lẽ và sự khôn ngoan mà kẻ nghịch không chống cự và bẻ bác được. Các ngươi cũng sẽ bị cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu mình nộp mình, và họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi phải chết. Các ngươi sẽ vì cớ danh ta bị mọi người ghen ghét, nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu. Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình. Vả khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây thành Jerusalem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến. Lúc đó ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành. Vì những ngày đó là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm. Trong những ngày ấy, khốn cho đàn bà có thai và đàn bà cho con bú, vì sẽ có tai nạn lớn trong xứ và cơn thạnh nộ nghịch cùng dân này. Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dày đạp cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn. Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao. Còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian thì thất kinh mất vía, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. Đoạn Ngài phán cùng họ một lời ví dụ rằng: hãy xem cây vả và các cây khác. Khi nó mới nứt lộc, các ngươi thấy thì tự biết rằng mùa hạ đã gần đến. Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến. Quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu. Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa. Vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy. Vậy hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Và ban ngày Đức Chúa Giêsu dạy dỗ trong đền thờ, còn đến chiều Ngài đi lên núi gọi là núi Olive mà ở đêm tại đó. Vừa tảng sáng, cả dân sự đến cùng Ngài trong đền thờ đặng nghe Ngài dạy. Chương 22. Ngày lễ ăn bánh không men, tức là lễ vượt qua đến gần.
các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm phương đặng giết Đức Chúa Giêsu vì họ sợ dân. Và quỷ Satan ám vào Giuđa, gọi là Iscariot, là người trong số 12 sứ đồ. Nó đi kiếm các thầy tế lễ cả và các thầy đội để đồng mưu dùng cách nào nộp ngài cho họ. Các người kia mừng lắm, hứa sẽ cho nó tiền bạc. Nó đã ưng thuận với họ, bèn kiếm dịp tiện đặng nộp Đức Chúa Giêsu trong khi dân chúng không biết. Đến ngày lễ ăn bánh không men, là ngày người ta phải giết con sinh làm lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu sai Phi-e-rơ và Giăng đi mà phán rằng: "Hãy đi dọn lễ vượt qua cho chúng ta ăn." Hai người thưa rằng: "Thầy muốn chúng tôi dọn lễ ấy tại đâu?" Ngài đáp rằng: "Khi các ngươi vào thành, sẽ gặp một người mang vò nước. Hãy theo người vào nhà và nói cùng chủ nhà rằng: Thầy phán cùng ngươi rằng, phòng khách là chỗ ta sẽ ăn lễ vượt qua với môn đồ ta ở đâu. Chủ nhà sẽ chỉ cho một cái phòng rộng và cao, đồ đạc sẵn sàng. Các ngươi hãy dọn ở đó." Hai môn đồ đi, quả gặp những điều như ngài đã phán, bèn dọn lễ vượt qua. Đến giờ, ngài ngồi bàn ăn, các sứ đồ cùng ngồi với ngài. Ngài phán rằng: "Ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn. Vì ta nói cùng các ngươi, ta sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi lễ ấy được trọn trong nước Đức Chúa Trời." Ngài bèn cầm chén, tạ ơn rồi phán rằng: "Hãy lấy cái này phân phát cho nhau. Vì ta nói cùng các ngươi, từ nay ta sẽ không uống trái nho nữa cho tới khi nước Đức Chúa Trời đến rồi." Đoạn, ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ mà phán rằng: "Này là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho. Hãy làm sự này để nhớ đến ta." Khi ăn xong, ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ mà phán rằng: "Chén này là giao ước mới trong huyết ta, vì các ngươi mà đổ ra. Vả lại, này, bàn tay kẻ phản ta ở gần ta, nơi bàn này. Con người đi theo như điều đã chỉ định, nhưng khốn cho người này phản ngài." Môn đồ bèn hỏi nhau trong bọn mình ai là người sẽ làm điều đó. Môn đồ lại cãi lẫy nhau cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình. Nhưng ngài phán cùng môn đồ rằng: "Các vua của các dân ngoại lấy phép riêng mình mà cai trị, những người cầm quyền cai trị được xưng là người làm ơn. Về phần các ngươi, đừng làm như vậy. Song ai lớn hơn trong các ngươi phải như kẻ rất nhỏ, và ai cai trị phải như kẻ hầu việc. Vì một người ngồi ăn với một người hầu việc, ai là lớn hơn? Có phải là kẻ ngồi ăn không? Nhưng ta ở giữa các ngươi như kẻ hầu việc vậy. Còn như các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta, nên ta ban nước cho các ngươi cũng như cha ta đã ban cho ta vậy, để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta và được ngồi ngay để xét đoán 12 chi phái Israel. Hỡi Simon, Simon, này, quỷ Satan đã đòi sàng sải ngươi như lúa mì. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình." Phi-e-rơ thưa rằng: "Thưa Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tù đồng chết." Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Hỡi Phi-e-rơ, ta nói cùng ngươi, hôm nay khi gà chưa gáy, ngươi sẽ ba lần chối không biết ta." Đoạn ngài lại phán rằng: "Khi ta đã sai các ngươi đi, không đem túi, bao, giày chi hết, các ngươi có thiếu gì không?" Môn đồ thưa rằng: "Không thiếu chi hết." Ngài phán rằng: "Nhưng bây giờ ai có túi bạc, hãy lấy đi. Ai có bao cũng vậy. Ai không có gươm, hãy bán áo ngoài đi mà mua. Vì ta rao cho các ngươi, có lời chép rằng, ngài đã bị kể vào hàng kẻ dữ. Lời ấy phải ứng nghiệm về chính mình ta. Thật vậy, sự đã chỉ về ta hầu được trọn." Các sứ đồ thưa rằng: "Thưa Chúa, có hai thanh gươm đây." Ngài phán rằng: "Ấy là đủ." Đoạn, Đức Chúa Giêsu ra đi, lên núi Olive theo như thói quen. Các môn đồ cùng đi theo ngài. Khi đã đến nơi đó, ngài phán cùng môn đồ rằng: "Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi xa vào sự cám dỗ." Ngài bèn đi khỏi các môn đồ,
cách chừng liện một cục đá, quỳ xuống mà cầu nguyện rằng: Lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này khỏi tôi. Do vậy, xin ý cha được nên chứ không theo ý tôi. Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài mà thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các môn đồ, thấy đứa ngủ mê vì buồn rầu. Ngài phán rằng: Sao các ngươi ngủ? Hãy đứng dậy cầu nguyện để cho khỏi sa và sự cám dỗ. Khi Ngài còn đương phán, một lũ đông kéo đến. Tên Giuđa, một trong 12 sứ đồ, đi trước hết lại gần Đức Chúa Giêsu đặng hôn Ngài. Đức Chúa Giêsu hỏi rằng: Hỡi Giuđa, ngươi lấy cái hôn để phản con người sao? Những người ở với Ngài thấy sự sắp xảy đến bèn nói rằng: Thưa Chúa, chúng tôi nên dùng gươm đánh chăng? Một người trong các sứ đồ đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm và chém đứt tai bên hữu. Nhưng Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng: Hãy để cho họ đến thế. Ngài bèn rờ tai đầy tớ ấy, làm cho nó được lành. Đoạn Đức Chúa Giêsu phán cùng các thầy tế lễ cả, các thầy đội coi đền thờ và các trưởng lão đã đến bắt Ngài rằng: Các ngươi cầm gươm và gậy đến bắt ta như bắt kẻ trộm cướp. Hằng ngày ta ở trong đền thờ với các ngươi mà các ngươi không ra tay bắt ta. Nhưng này là giờ của các ngươi và quyền của sự tối tăm vậy. Bây giờ họ bắt Đức Chúa Giêsu đem đi, giải Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm. Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa. Họ nhúm lửa giữa sân rồi ngồi với nhau. Phi-e-rơ cũng ngồi giữa đám họ. Một con đòi kia thấy Phi-e-rơ ngồi gần lửa thì ngó chăm chỉ mà nói rằng: Người này vốn cũng ở với người ấy. Song Phi-e-rơ chối Đức Chúa Giêsu nói rằng: Hỡi đàn bà kia, ta không biết người đó. Một lát, có người thấy Phi-e-rơ nói rằng: Ngươi cũng thuộc về bọn đó. Phi-e-rơ đáp rằng: Hỡi người, ta không phải thuộc về bọn đó đâu. Độ cách một giờ, có kẻ khác đề quyết như vậy mà rằng: Thật người này cũng ở với Giê-xu, vì người là dân Galilê. Nhưng Phi-e-rơ cãi rằng: Hỡi người, ta không biết ngươi nói chi. Đương lúc Phi-e-rơ còn nói thì gà liền gáy. Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng: Hôm nay trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Rồi đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Vả những kẻ canh Đức Chúa Giêsu nhạo báng và đánh Ngài, che mặt Ngài lại rồi nói rằng: Hãy nói tiên tri đi, hãy đoán xem ai đánh ngươi. Họ lại nhiếc móc Ngài nhiều lời khác nữa. Đến sáng ngày, các trưởng lão trong dân, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nhóm lại rồi sai đem Đức Chúa Giêsu đến nơi tòa công luận. Họ hỏi Ngài rằng: Nếu ngươi phải là Đấng Christ, hãy xưng ra cho chúng ta. Ngài đáp rằng: Nếu ta nói thì các ngươi không tin, nếu ta tra gạn các ngươi thì các ngươi không trả lời. Nhưng từ nay về sau, Con Người sẽ ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời. Ai nấy đều hỏi rằng: Vậy ngươi là con Đức Chúa Trời sao? Ngài đáp rằng: Chính các ngươi nói ta là con Ngài. Họ bèn nói rằng: Chúng ta nào có cần chứng cớ nữa làm chi? Chính chúng ta đã nghe từ miệng nó nói ra rồi. Thi Thiên 108. Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, tôi sẽ hát, phải linh hồn tôi sẽ hát ngợi khen. Hỡi cầm sắt hãy tỉnh thức, chính mình tôi sẽ tỉnh thức thật sớm. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ cảm tạ Ngài giữa các dân, hát ngợi khen Ngài trong các nước, vì sự nhân từ Chúa lớn cao hơn các tầng trời, sự chân thật Chúa đến tận các mây. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các tầng trời, nguyện sự vinh hiển Chúa trỗi cao hơn cả trái đất. Xin hãy lấy tay hữu Chúa mà cứu rỗi và hãy đáp lời chúng tôi, hầu cho kẻ yêu dấu của Chúa được giải thoát. Đức Chúa Trời đã phán trong sự thánh Ngài rằng: Ta sẽ hớn hở, ta sẽ chia Si-chem và đo trũng Su-cốt. Ga-la-át thuộc về ta, Ma-na-se cũng vậy. Ép-ra-im là đồn lũy của đầu ta, Giu-đa là cây phủ việt ta. Mô-áp là cái chậu nơi ta tắm rửa.
Ta sáng dép ta trên Edom, ta cất tiếng reo mừng về đất Philistin. Ai sẽ đưa tôi vào thành vững bền? Ai sẽ dẫn tôi đến Edom? Hỡi Đức Chúa Trời, há chẳng phải Chúa là đấng đã bỏ chúng tôi sao? Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa không còn ra trận với đạo binh chúng tôi nữa. Xin Chúa giúp đỡ chúng tôi khỏi sự gian truân, vì sự giúp đỡ của loài người là hư không. Nhờ Đức Chúa Trời, chúng tôi sẽ làm những việc cả thể, vì chính Ngài sẽ giày đạp các cừu địch chúng tôi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.